Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu các bạn video thay phím nguồn của Wiko Highway 4G. Đây là phím nguồn, nó là cả một cụm cáp như này. Khi các bạn gặp các sự cố liên quan đến phím nguồn, phím âm lượng không bấm, không tăng giảm âm lượng, không điều chỉnh được âm thanh, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng của di động cao cấp.vn 0466750999 để tư vấn và hỗ trợ khắc phục các sự cố liên quan đến phím nguồn của Wiko Highway 4G cũng như các cái lỗi liên quan đến phần cứng cũng như phần mềm của Wiko Highway 4G đều đã được sửa chữa khắc phục hiệu quả. Tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Wiko hàng đầu hiện nay. Mọi thông tin về sản phẩm, khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 để tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn quý vị các bạn.